Thế giới ngỡ ngàng, Việt Nam sẽ xây siêu kênh đào Đông Dương gấp 10 lần kênh Phù Nam. Liệu dòng Mekong hùng vĩ, huyết mạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có còn chảy êm đềm khi Campuchia quyết tâm xây dựng kênh đào Phù Nam Steco, dài 180 km, với kinh phí khổng lồ lên đến 1,7 tỷ đô la Mỹ. Lễ khởi công kênh đào diễn ra trong không khí náo nhiệt, với sự chứng kiến của những nhân vật quyền lực nhất Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet. Thế nhưng, ẩn sau những màn pháo hoa rực rỡ, cờ quạt tung bay, liệu có ai, ngoài chính quyền Campuchia, thực sự vui mừng? Trước khi bắt đầu video, đừng quên nhấn like, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu video hay, bình luận số 1, còn không hay, bình luận số 2. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đều biết, đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa, là vương quốc trái cây của cả nước, đóng góp vai trò then chốt cho an ninh lương thực quốc gia. Không chỉ vậy, vùng đất trù phú này còn là cửa ngõ giao thương quan trọng, là điểm sáng thu hút đầu tư của Việt Nam với khu vực và thế giới. Vậy nên, bất kỳ tác động nào đến dòng chảy Mekong đều có thể gây ra những hệ lụy khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân Việt Nam. Trước nguy cơ hụt hơi của vựa lúa miền Tây, phản ứng của Việt Nam trước động thái của Campuchia là hoàn toàn chính đáng. Chúng ta đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi Campuchia ngồi vào bàn đàm phán, cùng tìm giải pháp để giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, dường như Campuchia vẫn phớt lờ những lo ngại chính đáng từ phía Việt Nam, tiếp tục dấn sâu vào con đường đào kênh đầy rủi ro. Điều này khiến nhiều người Việt không khỏi băn khoăn, trăn trở. Liệu chúng ta có phương án nào để chủ động ứng phó với bài toán nước của Mekong, để bảo vệ cho bằng được sự trù phú của vựa lúa, vườn cây miền Tây hay không? Dự án kênh đào Phù Nam Steco của Campuchia, tuy chưa được khởi công, nhưng đã gieo rắc nỗi lo cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Các chuyên gia dự đoán, nếu dự án này trở thành hiện thực, những tỉnh thành nằm dọc theo sông Tiền và sông Hậu như An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng sẽ là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nỗi lo về nguy cơ thiếu nước ngọt, hạn hán, xâm nhập mặn càng trở nên hiện hữu khi mà mùa khô năm nay, đồng bằng sông Cửu Long đã phải trải qua một trong những mùa hạn mặn lịch sử. Nắng hạn kéo dài, kết hợp với việc một số đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong tích nước đã khiến lượng nước đổ về đồng bằng sông Cửu Long sụt giảm nghiêm trọng. Hệ quả là, xâm nhập mặn đã tiến sâu vào nội địa hơn so với trung bình nhiều năm, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm, sự xuất hiện của kênh đào Phù Nam Steco, một công trình có khả năng chia sẻ một lượng lớn nước từ sông Mekong, sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước tình hình cấp bách đó, các chuyên gia khuyến nghị, mỗi địa phương cần chủ động xây dựng những kịch bản ứng phó riêng, trước khi tính đến các giải pháp liên vùng hay liên quốc gia. Việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tiết kiệm nước là những giải pháp cấp thiết cần được ưu tiên triển khai. Nhiều ý kiến đã được đưa ra, nhiều giải pháp được bàn luận sôi nổi. Có người mơ về một cây cầu vượt biển nối liền Phú Quốc Hà Tiên, tạo động lực phát triển kinh tế, khẳng định vị thế của Việt Nam. Lại có người ấp ủ một siêu dự án có thể đánh chặn tham vọng của Campuchia, một công trình tầm cỡ đủ sức giải cứu đồng bằng sông Cửu Long. Liệu siêu dự án bí ẩn này là gì? Nó có thực sự khả thi? Và đâu là chìa khóa để bảo vệ dòng Mekong, bảo vệ cuộc sống của hàng triệu người dân Việt Nam? Người Việt chúng ta vốn có câu, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc. Trước những diễn biến phức tạp của dòng Mekong, nhiều ý kiến, giải pháp đã được người dân cả nước đóng góp, đề xuất, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình yêu sâu sắc đối với vựa lúa, vương quốc trái cây miền Tây. Có ý kiến cho rằng, Việt Nam cần triển khai những công trình tầm cỡ, mang tính chiến lược để khẳng định vị thế và bảo vệ lợi ích quốc gia. Trong số đó, nổi bật là những đề xuất như xây dựng cầu vượt biển Hà Tiên Phú Quốc, xây dựng siêu đập ở thượng nguồn sông Sở Thượng, một nhánh của dòng Mekong, hay thậm chí là đào kênh dẫn nước từ Tây Nguyên về đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi ý tưởng đều mang một sắc thái riêng, phản ánh khát khao của người dân về một đất nước hùng cường, thịnh vượng. Hơn hết, ẩn sau mỗi đề xuất táo bạo là niềm tin mãnh liệt vào khả năng của chính mình, vào nội lực của đất nước và vào quyết tâm bảo vệ đến cùng chủ quyền thiêng liêng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân Việt Nam. Sự đồng lòng, tiếng nói chung của triệu triệu trái tim hướng về dòng Mekong là tín hiệu đáng mừng, là nguồn động viên to lớn để những người chèo lái con thuyền Việt Nam vững vàng vượt qua sóng gió. Bởi lẽ, hơn ai hết, họ hiểu rằng không điều gì quý giá hơn độc lập tự do, không điều gì quan trọng hơn cuộc sống ấm no của nhân dân. Dù được ủng hộ nhiệt tình, song,
những ý tưởng táo bạo như siêu đập, siêu kênh cần được các chuyên gia xem xét, đánh giá kỹ lưỡng về khía cạnh kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và cả tác động đến môi trường. Nói về những công trình thế kỷ, có lẽ nhiều người Việt Nam vẫn chưa quên ý tưởng về cây cầu vượt biển nối liền Hà Tiên và Phú Quốc. Dự án đầy tham vọng này đã được thai nghén từ trước khi Campuchia có ý định xây dựng kênh đảo Phù Nam Te Câu. Thậm chí, đã từng có thời điểm, người ta còn bàn tán xôn xao về một ý tưởng còn điên rồ hơn, xây dựng kênh đảo Đông Dương, dẫn nước Mekong vượt núi Trường Sơn, đổ ra biển lớn tại cửa sông Thạch Hãn. Tuy nhiên, nếu như ý tưởng về kênh đảo Đông Dương sớm đi vào quên lãng thì cây cầu vượt biển Hà Tiên Phú Quốc vẫn âm ỉ cháy trong lòng nhiều người con đất Việt. Khi kênh đảo Phù Nam Te Câu dục dịch khởi công, nhiều người lại hy vọng vào cây cầu nối biển, coi đó như cứu cánh cho đồng bằng sông Cửu Long. Với số vốn đầu tư ban đầu dự kiến lên tới 7.000 tỷ đồng, cầu vượt biển Hà Tiên Phú Quốc, nếu được xây dựng, sẽ trở thành một trong những cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, kết nối hai địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam, Hà Tiên và Phú Quốc. Sự ra đời của cây cầu này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của hai địa phương, mà còn tạo động lực cho sự phát triển của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cầu vượt biển Hà Tiên Phú Quốc hứa hẹn sẽ là một biểu tượng mới cho sự phát triển năng động của Việt Nam, đưa vị thế của Hà Tiên và Phú Quốc lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, việc triển khai dự án cần được nghiên cứu kỹ lưỡng về các khía cạnh kinh tế, kỹ thuật, môi trường và xã hội để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả lâu dài. Thực tế, cây cầu vượt biển 45 km, được mệnh danh là dài nhất thế giới, mới chỉ dừng lại ở ý tưởng của một nhóm sinh viên ngành giao thông vận tải. Tuy được đánh giá cao bởi sự sáng tạo, tính đột phá, dự án này khó có thể thành hiện thực, ít nhất là trong tương lai gần. Bởi lẽ, bên cạnh bài toán kinh phí, dự kiến lên đến hàng tỷ USD, còn có những rào cản về mặt kỹ thuật, quân sự và cả an ninh quốc phòng. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp như hiện nay, việc xây dựng một cây cầu vượt biển dài 45 km, nối liền hai khu vực quân sự chiến lược là Hà Tiên và Phú Quốc, có thể là con dao hai lưỡi. Nó vừa là cầu nối giao thương, phát triển kinh tế, vừa có thể trở thành mục tiêu tấn công của đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột. Cây cầu vượt biển nối liền Hà Tiên và Phú Quốc, nếu được xây dựng, chắc chắn sẽ là niềm tự hào về kỹ thuật và quy mô của Việt Nam. Thế nhưng, càng cao danh vọng, càng nhiều chông gai, dự án 45 km này đang vấp phải vô vàn rào cản, từ kỹ thuật, kinh tế, cho đến cả những tính toán về an ninh, quốc phòng. Với tổng vốn đầu tư ước tính lên tới 4 tỷ đô la Mỹ, tương đương 100.000 tỷ đồng, bài toán kinh phí là thách thức đầu tiên cho công trình thế kỷ. Việc sử dụng ngân sách nhà nước là điều bất khả thi trong bối cảnh Việt Nam còn nhiều ưu tiên phát triển khác. Kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP cũng không khả quan hơn, khi mà lợi nhuận từ cây cầu chưa thấy đâu, trong khi rủi ro về địa chính trị thì hiện hữu. Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau. Mỹ chắc chắn sẽ không rót hàng tỷ USD nếu không được đánh đổi bằng những toan tính địa chính trị, mà cụ thể là tham vọng thiết lập căn cứ quân sự tại Biển Đông. Nga, với cuộc chiến tại Ukraine chưa có hồi kết, khó có thể rảnh tay để đầu tư cho những dự án xa xôi như vậy. Còn Trung Quốc, với tham vọng độc chiếm Biển Đông, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội rót tiền để biến cây cầu thành công cụ gây sức ép với Việt Nam. Chính vì vậy, thay vì đổ tiền cho một dự án nhiều rủi ro, chiến lược quốc phòng của Việt Nam hiện nay tập trung vào củng cố hệ thống phòng thủ tại chỗ, kết hợp với việc phát triển lực lượng hải quân, không quân hiện đại. Tuyến hàng không quân sự Phú Quốc rạch giá dài 120 km với hai sân bay quân sự loại 2 và loại 3, đảm bảo khả năng cơ động lực lượng nhanh chóng, hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm 1992, nhận lời mời của chính phủ Lào, ông tham gia dự án khảo sát, xây dựng đập thủy điện Nậm Thơm trên dòng Mekong. Lợi dụng cơ hội này, ông đã dành nhiều thời gian, công sức để thu thập dữ liệu, nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, dòng chảy khu vực sông Sê Băng Hiên, đổ vào Mekong. Gần 10 năm sau, dự án kênh đảo Đông Dương đã được phác thảo hoàn chỉnh với đầy đủ cơ sở khoa học. Theo đó, con đập trên dòng Mekong sẽ được xây dựng tại vị trí có cao độ 135 mét so với mực nước biển, chỉ thấp hơn khoảng 40 mét so với đoạn sông Sê Băng Hiên chảy qua làng Cát, 175 mét. Với con đập cao từ 80 đến 100 mét, dòng Sê Băng Hiên sẽ buộc phải quay đầu, nhường đường cho 25-30% lượng nước Mekong đổ bộ vào sông Thạch Hãn, tương đương 26,1 tỷ mét khối nước trong suốt 40 ngày cao điểm mùa lũ. Dự án xoay dòng Mekong hứa hẹn sẽ là cú hích cho cả hai miền Nam Bắc. Với việc điều tiết đến 26,1 tỷ mét khối nước từ dòng Mekong vào sông Thạch Hãn, tương đương 30% lưu lượng mùa lũ, dự án sẽ giúp giảm lưu lượng lũ trên sông Tiền, sông Hậu khoảng 10.000 mét khối một giây.
mực nước lũ tại vùng hạ Mekong có thể giảm từ 1 đến 2 mét, giảm thiểu đáng kể thiệt hại do lũ lụt gây ra, đồng thời vẫn đảm bảo nguồn phù sa màu mỡ và nguồn lợi thủy sản cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Về mặt kỹ thuật, việc xây dựng kênh đào Đông Dương dài 14 km là hoàn toàn khả thi. Theo kỹ sư Hoàng Khắc Bá, chuyên gia hàng đầu về địa chất công trình, địa hình khu vực biên giới Việt-Lào khá thuận lợi, không có gì quá phức tạp. Vùng núi Trường Sơn tại khu vực thi công chủ yếu là núi thấp, cao trung bình 450m so với mực nước biển, điểm cao nhất cũng chỉ 365m. Đặc biệt, địa hình từ làng Cát đến điểm giao với sông Thạch Hãn khá bằng phẳng, cao độ chỉ khoảng 14m, trong khi cao độ tại điểm đầu của kênh gần làng Cát lại lên đến 175m. Sự chênh lệch cao độ này, từ 90 đến 120m, là điều kiện lý tưởng để xây dựng thêm một nhà máy thủy điện tầm cỡ, góp phần gia tăng sản lượng điện năng cho đất nước. Sau gần 20 năm thai nghén và ấp ủ, đến năm 2000, dự án trị thủy dòng Mekong, hay còn được biết đến với cái tên kênh đào Đông Dương, đã được hoàn thiện và gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ và nhiều bộ, ban, ngành liên quan. Hàng loạt hội thảo khoa học, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, đã được tổ chức. Đa số ý kiến đều thừa nhận tính khả thi, cũng như ý nghĩa to lớn của dự án đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của Việt Nam. Thế nhưng, giống như nhiều công trình thế kỷ khác, bài toán kinh phí lại là rào cản lớn nhất đặt ra cho kênh đào Đông Dương. Theo tính toán của tiến sĩ Quang, khối lượng đất đá cần đào đắp để xây dựng đập, kênh dẫn nước và cải tạo lòng sông lên tới 700 đến 800 triệu mét khối. Tổng mức đầu tư cho siêu dự án này vào khoảng 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ, theo thời giá năm 2000. Nếu tính cả lạm phát, con số này có thể lên tới 10,8 đến 14,4 tỷ đô la Mỹ ở thời điểm hiện tại. Một con số khổng lồ, đủ khiến bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng phải đau đầu. Hơn nữa, dù mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, song dự án kênh đào Đông Dương chắc chắn sẽ gặp phải phản ứng từ các quốc gia trong khu vực có liên quan đến dòng Mekong. Chắc chắn Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar sẽ đòi hỏi Việt Nam phải tham vấn, thảo luận với họ trước khi triển khai dự án, giống như cách mà chúng ta đã làm với Campuchia về dự án kênh đào Phù Nam Tekong. Mặc dù tiến sĩ Quang đã khẳng định, kênh đào Đông Dương không chỉ giúp Việt Nam chủ động trong việc điều tiết nguồn nước mà còn mang lại lợi ích cho cả vùng hạ Mekong. Nó sẽ góp phần chế ngự lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đồng thời tạo ra thêm hàng chục nghìn km vuông đất canh tác cho vùng biển Hồ Tonle Sap của Campuchia. Bên cạnh đó, các nước Thái Lan, Lào, Myanmar sẽ có thêm một tuyến giao thông đường thủy ngắn hơn, thuận lợi hơn để vận chuyển hàng hóa ra Biển Đông. Tuy nhiên, chưa ai dám chắc rằng những lợi ích này có đủ để thuyết phục họ gật đầu hay không. Kênh đào Đông Dương, nếu được xây dựng, sẽ tạo ra một cú hích cho sự phát triển kinh tế của cả tiểu vùng sông Mekong. Tuy nhiên, thuyết phục các quốc gia láng giềng chung tay cho dự án này vẫn là một bài toán nan giải. Trong khi chưa ai dám chắc về tương lai của siêu dự án thì mới đây, ý tưởng về kênh đào Đông Dương bất ngờ được đánh thức trên nghị trường Quốc hội. Phát biểu tại kỳ họp Quốc hội khóa 15, đại biểu Vũ Trọng Kim, đoàn Nam Định đã đề xuất ý tưởng xây dựng một kênh đào mới, nối từ sông Mekong ở Lào, chảy về miền Trung Việt Nam, với điểm đầu là sông Sê Băng Hiên, tỉnh Quảng Trị, và điểm cuối là sông Thạch Hãn, cũng thuộc tỉnh Quảng Trị. Ông Kim nhấn mạnh, dự án này sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho Việt Nam và cả vùng bán đảo Đông Dương, từ việc chủ động nguồn nước cho phát triển nông nghiệp, đến việc tạo ra tuyến giao thông đường thủy mới, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ. Điều đáng nói, ý tưởng mà ông Kim đưa ra lại hoàn toàn trùng khớp với dự án kênh đào Đông Dương mà tiến sĩ Phạm Văn Quang đã ấp ủ từ 45 năm trước. Có lẽ, vị tiến sĩ già sẽ cảm thấy ấm lòng hơn khi biết rằng đứa con tinh thần của mình vẫn được các nhà quản lý, hoạch định chính sách, quan tâm. Dù những công trình siêu việt như kênh đào nối Biển Đông hay cầu nối đôi bờ Hà Tiên Phú Quốc vẫn là giấc mơ xa vời với Việt Nam hiện tại, nhưng tinh thần dám nghĩ lớn, dám mơ ước vươn tầm thế giới luôn đáng trân trọng. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi những dự án khổng lồ, có lẽ chúng ta nên tập trung vào những công trình thực sự cấp thiết, phù hợp với khả năng tài chính quốc gia, tránh lệ thuộc vào nguồn vốn ngoại bang. Bởi lẽ, sự phát triển bền vững cần được xây dựng trên nền móng tự chủ và vững chắc. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Hãy để lại cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật nút chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.